Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, khiến hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ngập sâu. Để sinh tồn, người dân trong vùng phải chuyển lên những nơi cao hơn để ở khi nước lũ ập về. Những căn nhà cao tầng trong xóm đã trở thành nơi ẩn nấu đặc biệt của người dân nơi đây. Mưa lớn lũ lên cao đã khiến căn nhà cấp 4 của gia đình bà Lê Thị Mai sinh năm 1965 nằm bên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị ngập sâu. Đến chiều ngày 30 tháng 10, lũ rút dần, nhưng căn nhà vẫn ngập gần 1 mét. Để đảm bảo an toàn trong lũ lụt, những ngày qua vợ chồng bà Mai đã đến ở nhờ tại căn nhà 2 tầng của hàng xóm, chờ nước rút mới trở về dọn dẹp nhà cửa khắc phục hậu quả. Theo bà Mai, ở vùng rốn lũ lệ thủy, mỗi lần nước dâng cao, người dân ở nhà cấp 4 sẽ chủ động kê cao tài sản, sau đó di dời đến trú nhờ tại các căn nhà cao tầng, bà con đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua thiên tai. Bà tâm sự, ngày 28 tháng 10 khi thấy nước dâng lên, vợ chồng bà đã chạy qua nhà hai tầng của hàng xóm ở nhờ. Không chỉ vợ chồng bà mà nhiều người khác trong làng cũng đến đây ở, bà con giúp đỡ đùng bọc nhau giữa lúc khó khăn. Cũng như bà Mai, vợ chồng cụ Hoàng Đình Chức, 88 tuổi, trú thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy được con cháu đưa đến nhà cao tầng để tránh trú từ thời điểm đầu đợt lũ cụ chức nói năm 2020 lũ ngập nóc nhà phải dở ngói chui ra nên giờ rất sợ mưa lớn nước lên là tôi điện con trai đưa đi tránh trú nhiều người giờ đã về dọn dẹp nhà cửa nhưng vì già cả nên cụ chờ nước rút hết rồi về cho an toàn được biết, ngay khi lũ lên, chính quyền địa phương tại các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, Quảng Bình đã tổ chức di dời hơn 1.000 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, di dời tại chỗ khoảng 9.000 hộ dân. Nhiều hộ gia đình nhà cấp 4 vùng trũng thấp đã chủ động sơ tán đến nhà người thân ở vùng cao hơn hoặc ở nhờ nhà cao tầng, trụ sở ủy ban, trường học, nhà tránh lũ, cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn. Ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết là địa phương thường xuyên lũ lụt, đơn vị luôn sẵn sàng mọi phương án để ứng phó. Với hộ dân nhà thấp, ngập sâu, địa phương tổ chức di dời hoặc vận động bà con sơ tán đến nhà cao tầng. Xã cũng công bố số điện thoại rộng rãi để bà con điện khi cần, chúng tôi cắt cử người hỗ trợ kịp thời. Những ngày qua, với tinh thần tương thân tương ái, nhiều gia đình có nhà cao tầng tại các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh đã mở cửa đón người dân bị ngập lụt đến tránh trú, chuẩn bị chỗ nghỉ, đồ ăn, nước uống đầy đủ. Gia đình anh Nguyễn Văn Lưu, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đón hơn 10 người đến tránh lũ. Căn nhà hai tầng của anh là địa điểm tránh trú quen thuộc của nhiều gia đình trong vùng, mỗi khi thiên tai ập đến. Vợ chồng anh Lưu còn chuẩn bị lương thực nấu ăn phục vụ bà con đến ở nhờ. Anh cho biết nhà anh cao hơn nên mỗi khi có lũ, vợ chồng anh lại gọi người dân trong xóm đến ở, chỉ mong sao mọi người được bình an. Không chỉ nhà anh mà nhiều nhà cao tầng khác cũng thế. Ngày lũ bà con đến ở cùng trò chuyện râm rang, tương trợ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm thêm phần gắn kết. Rút kinh nghiệm sau những trận lũ trước, đợt này, nhiều hộ dân đã chủ động hơn trong việc ứng phó. Họ dự trữ lương thực, thực phẩm cần thiết phòng lũ kéo dài. Đối với một số khu vực đang thiếu nước sạch, thực phẩm, chính quyền các địa phương đang triển khai thuyền cano để tiếp tế nhanh nhất đến người dân. Tính đến chiều 30 tháng 10, tại Quảng Bình có mưa nhỏ, nước lũ tại các xã vùng trũng thuộc huyện Quảng Ninh và rốn lũ lệ thủy dần rút xuống. Nhiều hộ dân đi tránh trú đã trở về dọn dẹp nhà cửa khắc phục hậu quả. Với kinh nghiệm của người dân vùng lũ, nước rút đến đâu họ sẽ cò rửa đến đó, tránh tình trạng bùn đất đọng lại. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kim phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã làm 5 người tử vong, trong đó có 3 người ở huyện Lệ Thủy, một người ở huyện Quảng Ninh và một người ở thành phố Đồng Hới. Hơn 32.800 ngôi nhà bị ngập lụt, nặng nhất là huyện Lệ Thủy, hơn 19.000 ngôi nhà chìm trong nước, huyện Quảng Ninh, hơn 12.000 ngôi nhà còn bị ngập lụt đến hết ngày 30 tháng 10, đã có hơn 1.200 hộ dân sơ tán đã trở về nhà. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn hơn 9.100 hộ dân ở huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh đang tá túc tại nhà hàng xóm, nhà văn hóa. Mưa lũ và nước ngập kéo dài trong nhiều ngày cũng gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội. Trong đó có nông nghiệp, cụ thể huyện Lệ Thủy thiệt hại 310 hecta hoa màu, rau màu, hơn 15 hecta diện tích trồng cây lâu năm, 75 hecta diện tích trồng cây hàng năm số gia cầm bị thiệt hại là hơn 43.000 con, 238 con gia súc bị chết, cuốn trôi, gần 400 ha diện tích nuôi cá cũng bị ảnh hưởng. tại huyện Quảng Ninh, bố Trạch và thành phố Đồng Hới nhiều cây xanh ngã đổ, hơn 60 ha diện tích rau màu, hoa quả bị hư hỏng, 6 hồ nuôi tôm ước tính thiệt hại 600 triệu đồng, năm thuyền cá của ngư dân tại thành phố Đồng Hới và huyện bố Trạch bị sóng đánh chìm tàu. Cùng với đó, 81 điểm trường trên toàn tỉnh bị ngập nước, nhiều cơ sở y tế cũng bị ngập sâu, từ trên 1 đến 3 mét. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với các tuyến đường giao thông ngầm tràn tại các xã Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Kim Thủy, Trường Thủy, bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài sạt lở ước tính khoảng 7 km. Đề bao thượng Mỹ Trung, vùng 2 tại Kiến Giang, vùng lùng tréo bị sạt lở hư hỏng hơn 5 km, khoảng 11 km kênh mương bị sập hư hỏng, và hiện bố trạch sạt lở tại khu vực bờ biển dài 1,5 km. Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ngập nước, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Một số trường nước rút, thầy cô đã vội tới lau dọn tường, bàn ghế còn bám đầy bùn lũ ông nguyễn văn vẫn trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết mưa giảm nước lũ rút nhưng rất chậm nhiều trường học trên địa bàn nước vẫn chưa thoát hết hiện đã có một số trường học dọn dẹp bùn đất đón học sinh tới trường còn những trường ngập lũ rút tới đâu dọn tới đó các em học sinh ở vùng lũ chưa đi học được nhà trường sẽ bố trí dạy phụ đạo hoặc trực tuyến tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình nhiều trường học còn ngập các trường lũ rút Bùn đất bám trên tường được các thầy cô luân phiên tới lau dọn để có thể đón học sinh tới trường sớm nhất. Ông Võ Thái Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình cho hay, nhiều trường trên địa bàn còn ngập nước, học sinh một số xã vẫn chưa thể tới trường. Sau khi lũ rút, nhà trường dọn dẹp xong rồi báo cáo để phòng đến kiểm tra đánh giá tình hình thì mới đón học sinh trở lại trường học. Để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là các trường học ổn định tình hình sau mưa lũ, nhằm đảm bảo công tác dạy và học, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập các đội hình thanh niên xung kích phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh, Công an xã Võ Ninh đến tại các trường học trên địa bàn xã Võ Ninh giúp các trường dọn dẹp vệ sinh sau lũ, sớm ổn định tình hình dạy và học của thầy và trò nơi đây. Đại úy Dương Quốc Khánh, trưởng ban thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tuổi trẻ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án khắc phục hậu quả mưa lũ, với 8 đội hình thanh niên tình nguyện, mỗi đội hình gồm 20 đồng chí với khoảng 150 cán bộ chiến sĩ sẽ căn cứ theo tình hình thực tế nước lũ rút xuống để chúng tôi có thể đến hiện trường, giúp đỡ bà con nhân dân, các đơn vị, cơ quan trường học với các nhiệm vụ như lau dọn bàn ghế vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị học tập tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các em học sinh có thể quay trở lại học tập bình thường. Trường tiểu học xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh là một trong những điểm ngập sâu trong đợt lũ lụt lần này. Nước lũ đã làm ngập 17 phòng học với nhiều bàn ghế học sinh. Dù nước đã rút nhưng hiện sân trường vẫn còn ngập sâu, chưa thể triển khai việc dạy và học cho các em học sinh lực lượng công an tỉnh quảng bình cùng với nhà trường đã khẩn trương để dọn dẹp vệ sinh môi trường lau chùi bàn ghế tẩy rửa bùn non sẵn sàng đón các em học sinh trở lại học tập bình thường sau mưa lũ Cô giáo Hoàng Thị Ngoan, hiệu trưởng trường tiểu học xã Võ Ninh cho biết, hiện tại ở trường tiểu học Võ Ninh thì nước đã ra khỏi phòng học và đang còn ở ngoài sân, cao 50cm. Nhưng với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó, nhà trường tận dụng nguồn nước sẵn có, lau chùi bàn ghế phòng học và vệ sinh các kho. Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo rất cảm động. Trong lúc khó khăn, đã có các anh chiến sĩ đến hỗ trợ các cô lau chùi bàn ghế. Bên cạnh đó cũng có thêm một lực lượng phụ huynh ở vùng lũ nên mỗi lớp chỉ được 5 đến 7 phụ huynh, còn lại chủ yếu nhờ vào lực lượng công an tỉnh, công an huyện và công an xã đã hỗ trợ nhà trường. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi, những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình mưa lũ sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.